quá, hầu hết ống kính. Cái này được rồi, hay xòe phết đấy. Này xe mềm mạnh. Theo quan điểm của mình con này nó chỉ gọi là cắn, thỉnh thoảng xòe. Nhưng chân này thì bị đau rồi, không biết phải đau. Sao đổ mãi không thấy đá nhỉ? Chân trái như có vấn đề. Tí nữa được sập xong phải kiểm tra để biết ngay. Con mà mẹ nó trẻ tôi rất chết chết đi. Mồi mình thì hiếm khi trẻ. Chân con này có vấn đề rồi, xem nào. Đau chân rồi. Quá phí mà chú chim. Đây cứ bẫy được rồi kiểm tra chân. Thiết một chân chơi còn được chưa nào? Trời ơi, chưa được cái mái đâu. Được cái này. Hôm nào lại gọi mấy thằng đệ vào đây với về.
Đấy. Đùa bố à? Thua thua thua. Nhảy này thì nhảy vỡ ấy. Phần thân là giải tán nhá. Chào toàn thể nhá.